mệt nhưng mà cũng khát nước à. Mình vui lắm. Cảm giác mà khi mình đi đường xa xong mình lấy được anh 2 triệu cho chú Tư, cảm giác rất là sung sướng. Tại vì đây là lần đầu tiên mà mình chơi một cái trò chơi mà kiểu mình có thể đem lại tiền được cho những cái hộ nghèo, những cái nào mà kém may mắn hơn mình. Chứ hồi đó em chơi là kiểu như là mình được giải thưởng hay không là cho mình thôi, nên là cái tâm lý của mình nó không có hồi hộp. Em không có áp lực, em chỉ hồi hộp, em chỉ muốn chơi nhanh thôi. Có nghĩa là muốn làm thử thách thật là nhanh để lấy được nhiều tiền cho. Cái lúc mà cái ghe định tịnh đắp vô thì nó bị dạt ra phía ngoài, nên là mất nhiều thời gian, bị dướng rác vô cái đồ lái, nên là bị có tốn thời gian, nó chúng hơn nhiều tiền.